Khu đô thị Đại học Quốc gia với 7 cơ sở đào tạo của các trường thành viên và 27 đơn vị nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ trực thuộc. Các trường gần kề khác nhau, Đại học Nông Lâm, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Việt Đức, Đại học Thể dục Thể thao. Có đến 75.000 sinh viên và 6.500 cán bộ đang làm việc tại đây. Nhận thấy nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng cao của nguồn nhân lực chuyên gia, kỹ sư, lao động kỹ thuật, lao động kỹ thuật số cũng như cán bộ sinh viên đang làm việc, học tập và sinh sống cao nơi đây, các nhà phát triển bất động sản uy tín và có tầm nhìn chiến lược đã đẩy mạnh đầu tư vào khu đông, đặc biệt là khu đô thị Đại học Quốc gia từ nhiều năm nay, tạo động lực thúc đẩy thị trường tăng trưởng mạnh mẽ, hứa hẹn sự bứt phá ngoạn mục hơn nữa trong năm 2020. Không chỉ sở hữu hệ thống giao thông hạ tầng đồng bộ bậc nhất thành phố, khu đông còn đáp ứng xu hướng sống xanh, sống sang, gần gũi thiên nhiên. Tại đây, khu căn hộ cao cấp LDG Sky nổi lên như một điểm sáng với hệ thống 5 hồ điều hòa cân bằng nhiệt. Với hệ thống 5 hồ điều hòa cân bằng nhiệt và mảng xanh cao gấp 9 lần khu vực nội thành, tạo không gian sống thiên nhiên trong lành và xanh mát quanh năm. Với vị trí cửa ngõ Đông Sài Gòn nằm trong quy hoạch khu đô thị Đại học Quốc gia và cận kề trung tâm công nghệ quận 9, LDG Sky sở hữu vị thế chiến lược khi nằm giữa hai trục đường huyết mạch chính đại lộ Phạm Văn Đồng và tuyến xa lộ Hà Nội, nối tiếp vào thành phố Hồ Chí Minh. Từ LDG Sky liên kết nhanh chóng đến bến xe miền Đông mới và ga tàu điện ngầm Suối Tiên, Bến Thành chỉ trong 2 phút, đến trung tâm quận 1, quận 3 thông qua tuyến metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên trong vòng 10 phút, đến sân bay Tân Sơn Nhất thông qua đại lộ Phạm Văn Đồng trong 20 phút. LDG Sky còn là trung tâm 4 thành phố kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, thành phố Biên Hòa, tạo sự kết nối giao thương nhanh chóng đến 3 khu vực. Tạo sự kết nối giao thương nhanh chóng đến đa khu vực, không chỉ mang đến diện mạo hoàn toàn mới về một không gian tận hưởng thiên nhiên trọn vẹn giữa lòng thành phố, LDG Sky kiến tạo cuộc sống khang trang, tiện nghi, an toàn cho các gia chủ tương lai cùng tiện ích ngoại khu đa dạng sầm uất, công viên cây xanh, trung tâm thương mại Bixi, hệ thống bệnh viện chăm sóc sức khỏe toàn diện, bệnh viện đa khoa quốc tế Hoàng Mỹ, bệnh viện Ung Bướu 2, hệ thống trường học chuẩn quốc gia từ mẫu giáo đến đại học, nhà ga metro, bến xe miền Đông mới hiện đại, khu du lịch văn hóa Suối Tiên, sân golf Việt Nam Golf và and Country Club, sân golf Việt Nam Golf and Country Club. Hội tụ đủ mọi yếu tố đắc địa, LDG Sky hứa hẹn mang đến không gian sống lý tưởng, một ốc đảo sinh thái tự nhiên để an cư lạc nghiệp một ốc đảo sinh thái tự nhiên để an cư lạc nghiệp cũng như đầu tư hiệu quả. Hãy cùng chào đón LDG Sky, tuyệt phẩm căn hộ cao cấp bên hồ. LDG Sky, bạn giao hưởng thiên nhiên. LDG Sky, bạn giao hưởng thiên nhiên.